Chị ơi, có fan hâm mộ tặng cho chị nè. Người ta nói á là người ta hâm mộ chị lắm á. Có nhầm lẫn không em? Chị làm gì có fan hâm mộ? Dạ không, chị nhận đi. Là anh đây, fan hâm mộ trung thành của em. Chúc anh chị một ngày kỷ niệm tươi hồng nha. Tặng em nhân ngày kỷ niệm của tụi mình. Ngày kỷ niệm gì? Kỷ niệm lần đầu tiên tụi mình gặp nhau, em nhớ không? Làm em bất ngờ quá à. Nhận đi. Cảm ơn anh. Thật ra thì anh không nghĩ làm cho em bất ngờ đâu. Anh chỉ muốn em nhìn lại những kỷ niệm của tụi mình thôi. Tất cả những còn nguyên trong anh, giống như em đang ở đây vậy. Em tin anh nha, anh vẫn còn rất yêu em. Khi nào anh về lại Sài Gòn? Chắc vài bữa nữa. Nếu được anh về chung với em ha. Ủa, mà kịch bản đang viết là sao vậy? Em viết kịch bản phim kinh dị cho nhà sản xuất Thiên Mã. Kinh dị? Hay ha. Không ngờ bây giờ là chuyển qua thể loại này luôn. Ủa, nhưng mà dự án của em ai làm đạo diễn vậy? Em cũng không biết nữa. Hình như là họ chưa tìm được đạo diễn. Thật ra thì Thiên Mã có mời làm đạo diễn vài lần, nhưng mà các xe đạo diễn bên đó trả rẻ quá, cho nên là anh không nhận. Thắng, em nghĩ sao nếu như anh chủ động liên hệ với họ làm đạo diễn dự án của em? Anh không lấy các xe luôn. Anh chỉ cần hú một tiếng thôi, họ xuống đây rước tụi mình về trên đó ký hợp đồng liền á. Hay là em gửi kịch bản đi, cho anh xem trước. Biết đâu anh góp ý vô kịch bản của em hay hơn thì sao? Ê! Mày lại đang tìm thằng cha nội Thế Chung nữa đó hả? Tao có việc. Ê! Mày bị điên hay là mày không có tỉnh táo vậy? Có cần tao đánh mày một cái cho mày tỉnh không? Hả? Đâu? Cái gì vậy hả? Anh nói là chỉ là trục trặc kỹ thuật thôi mà. Anh đâu có biết được người ta Reddit như thế nào đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi, lỗi kỹ thuật. Với lại anh nói là anh muốn quay lại với tao, anh sẽ bù đắp cho tao. Yêu vậy? Sao vậy Thắng? Bớ lạc nước ơi, con tôi có lớn mà nó không có khôn nè. Cái gì vậy? Cái gì mà ngu hoài vậy? Mà ngu hoài chung một lỗi lành sao? Hả? Bởi vậy ông bà ta có câu: cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ châm đường con hư. Nghe ông Thắng. Đứng lên, đi theo tao. Tao cho mày sáng mắt ra. Đứng lên. Đi đâu? Đi đi rồi biết. Anh nói đi, nếu em không lên tới đây tìm anh thì chắc anh cũng không gặp em đâu ha. Nói cái gì vậy? Em có biết là khi anh nhận được tin em lên đây tìm anh cũng rất là sốt ruột em biết không? Anh đang theo một cái chớp này rất là phức tạp. Anh phải đi ăn uống o bế người ta đủ kiểu hết mà cũng chưa tới đâu đi nè. Thôi mà em, nghe nói đi, ráng vài bữa nữa nha, anh về với em. Về Sài Gòn anh bù cho. Anh bù cho? Em nghe anh hứa cái câu này bao nhiêu lần rồi đó. Thật em cứ nóng tính không à. Anh nói cho em nghe nè, bây giờ mình chưa có nhận kịch bản. Cái gì mình cũng phải nhận nhìn người ta hết, biết chưa? Quan trọng là mình nhận kịch bản mà không phải mất tiền. Chỉ đã ăn uống có chút xíu à, siêu rẻ. Đúng là rẻ thiệt. À,
Thắng à, thật ra chỉ là hiểu lầm thôi em à. Anh không ngờ là tôi bị lừa tận 2 lần, cùng một người, cùng một cách thức. Tại sao đối xử với tôi như vậy vậy? Thật ra thì tôi ngu quá đúng không? Không, anh chỉ muốn à... Lo sám hối đi thằng âm binh. Ê Thắng, đợi tôi. À, Thảo à, chỉ là hiểu lầm thôi.